chương trình tam nông chương trình tam nông mời quý khán giả theo dõi chương trình tam nông của đài phát thanh và truyền hình tỉnh hậu giang Quý khán giả thân mến, báo cáo mới nhất của Hiệp hội Đương thực Việt Nam, bức tranh xuất khẩu gạo tháng 10 có nhiều thay đổi về thứ hạng nhập khẩu. Nếu đầu năm Trung Quốc xếp thứ hai về nhập khẩu gạo Việt, thì từ quý 2, nước này nhanh chóng tục xuống hạng 6 khi nhiều thị trường khác tăng mua ồ ạt. Theo đó, tháng 10, Indonesia nhập gần 150.000 tấn gạo từ Việt Nam, xếp hạng thứ hai sau Philippines. Tiếp đến là Ivory Coast, thị trường này trước đây chỉ nhập 1.000 đến 3.000 tấn gạo từ Việt Nam, tháng 10 tăng lên hơn 60.000 tấn, tương đương giá trị gần 40 triệu đô la Mỹ. Tương tự, Ghana và Malaysia trong tháng 10 cũng tăng sản lượng nhập khẩu từ 5 đến 6 lần so với tháng 2, dương lên top 5 về các quốc gia dẫn đầu nhập khẩu gạo Việt. Nếu so với tháng 9, sản lượng nhập gạo tháng 10 của các quốc gia này tăng từ 20 đến 30%. Và theo các doanh nghiệp xuất khẩu, những quốc gia này tăng vô gạo Việt do nguồn cung thế giới giảm mạnh. Tại thị trường nội địa, nguồn cung gạo của các nước này cũng bị ảnh hưởng do thiên tai hạn hán. Vì vậy, để đảm bảo giá và nguồn cung dự trữ, các nước đẩy mạnh nhập gạo từ Việt Nam, Indonesia hiện còn thêm khoảng 1 triệu 500 000 tấn gạo dự trữ quốc gia từ nay tới hết năm. Quyền Bộ trưởng Nông Kiệp Indonesia tuyên bố Việt Nam và Thái Lan đã hai nguồn cung gạo chính cho đợt thu mua này. Chính vì được tăng mua số lượng lớn nên giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao nhất thế giới và duy trì ở mức hơn 650 đô la Mỹ một tấn trong gần một tháng qua, đắt hơn hàng Thái 75 đô la Mỹ. Thời điểm này, miền Tây vào giai đoạn thu hoạch nước rút với lúa thu đông 2023. Nhiều thương nhân mua lúa với giá lên đến 9.400 đồng một ký, tăng gần 1.000 đồng một ký so với vụ hè thu. Nhiều thương nhân còn đặt cọc mua lúa đông xuân sớm với giá 9.300 đồng một ký. Giá lúa tươi IR 50404 tại đồng bằng sông Cửu Long được thu mua với giá 8.800 đến 9.000 đồng một ký. Đài thơm 8 giá từ 9.000 đến 9.400 một ký tùy khu vực. OM18 giá từ 9.000 đến 9 200 một kg, nàng qua chín giá từ 9.100 đến 9.300 đồng một kg. So với tuần trước, giá lúa tươi tăng 200 đến 300 đồng một kg. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử dễ lúa thu đông. Việc Ấn Độ và một số nước cấm xuất khẩu gạo trong khi một số nước tăng dự trữ, giảm bán gạo được xem là cơ hội cho hạt gạo Việt Nam đẩy giá lúa tăng chọt nhiều tháng qua làm đông dân nước đồng. Tuy nhiên, Nông dân và doanh nghiệp cần chỉnh ở tầm dài hạn để hạn chế rủi ro. Theo các chuyên gia, từ giữa năm sau, thời tiết có thể ổn định trở lại, sản xuất gạo phục hồi và Ấn Độ có thể giải tỏa lệnh cấm xuất khẩu, thị trường quay trở về trạng thái thông thường. Do vậy, vụ đông xuân tới, tình hình có thể sẽ khác. Hiện nay không loại trừ khả năng nông dân và thương nhân găm giữ gạo để chờ giá cao hơn, vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nên thận trọng, cần lưu ý đến phương thức giao dịch. Nếu có thể thì nên mua trước bán sau hoặc đưa ra phương thức tính giá xuất khẩu dựa trên chỉ số giá gạo vào thời điểm giao hàng để giảm bớt rủi ro. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nhưng nhiều dự như báo thị trường gạo có thể bình ổn trở lại vào nửa cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Từ nay tới đó, ngoài việc tận dụng cơ hội để tăng lợi nhuận cho người nông dân, cần có sự tính toán và đánh giá toàn diện các mặt để đảm bảo cung cầu gạo trong mọi tình huống và ổn định giá gạo cho người dân trong bối cảnh vẫn tồn tại nguy cơ lạm phát. Vụ tú trong xuân 2023-2024, quyền chỉ thủy dự kiến xuống chống 17.000 hecta Theo địch thời vụ, nông dân bắt đầu xuống chống đợt 1 từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11, đợt 2 từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12. Hiện nay, một số xã nằm trong khung tịch thời vụ, nông dân bắt đầu bơm nước, làm đất chuẩn bị xuống chống vụ đối chính trong năm, với tâm thế phấn khởi và kỳ vọng vụ mùa thắng lợi. Những ngày này, dọc trên tuyến tỉnh lộ 931 thuộc địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây trộn ràng tiếng máy trục đất, tiếng nói cười của nông dân ra đồng làm đất, chuẩn bị xuống giống đang ban đất cho 6 hecta ruộng lúa của gia đình. Anh Trần Văn Nam ở ấp 3 xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy cho biết, vụ đông xuân này, gia đình canh tác 6 hecta với giống đài thơm 8. Hiện giá lúa cao, nông dân phấn khởi nên ra đồng sớm để làm đất cho kỹ, chờ đến ngày xuống giống theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Anh Trần Văn Nam cho biết thêm. Cái mình phải làm kỹ bằng phẳng rồi cho nó cái mình dễ diệt ốc rồi cỏ rồi mình cũng quản lý nó dễ hơn nước rồi đó mình quản lý nó dễ hơn thấy năm nay làm thấy phấn khởi hơn nông dân ra đồng cũng sớm hơn mọi năm nữa bây giờ chưa xuống giống mà ta làm muốn rồi hết trơn này cũng như anh Nam, anh Trần Văn Việt ở ấp 7 xã Vĩnh Thuận Tây tất bật dọn cỏ, đánh đường nước để chuẩn bị gieo xạ cho gần 1 hecta đất ruộng của gia đình giống RVT. Đông Xuân làm vụ lúa chính trong năm nên ai cũng muốn chuẩn bị tốt nhất từ ban đầu, tích cực vệ sinh đồng ruộng để gieo xạ. Khi mà xuống giống ở đất nó không bằng phẳng thì có hai tầng rồi ô nói chung tùm lum hết rồi ốc ác hay là mưa ngập gì mình chở tay không kịp. Nông dân à, quần quật 3 4 tháng trời mới được vụ lúa mà, mà hay tên mà lúa có giá thì ai cũng vậy thôi chứ không phải riêng một mình. Tại huyện Di Thủy, các xã xuống giống đợt một gồm Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy, Vị Thắng. Hiện nông dân bơm nước ra vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị gieo xạ. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần xuống giống tập trung, đồng loạt trên từng cánh đồng theo lịch để né rầy, hạn chế rầy nâu, truyền bệnh vàng lùng, lùng xoắn lá. Canh tác theo phương thức 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Ông Trương Văn Trí, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Di Thủy cho biết thêm. Ngành nông nghiệp thì cũng khuyến cáo đối với người dân là thực hiện một số cái giống mà chất lượng cao là chủ lực, thí dụ như là GBT, OM18 hoặc là cái ST2425. Một số cái diện tích thì có cái sử dụng cái giống Đài thơm 8 hoặc là cái OM4900. Thứ hai nữa thì phải sử dụng cái giống lúa cấp xác nhận và thực hiện tốt cái việc xả thưa, xả hàng để mà tránh cái vấn đề cây lúa đổ ngã khi mà nó bị gần tới thu hoạch. Với khi thế khẩn trương của người nông dân ngay từ đầu vụ mang theo kiềm vọng, vụ lúa đông xuân năm nay sẽ giành được thắng lợi về năng suất, chất lượng và bán được giá cao. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp và các huyện trong tỉnh Cà Mau khuyến khích nông dân trồng lúa theo hướng hữu cơ trồng lúa hữu cơ giúp người dân nâng cao giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác với nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hữu cơ. Với lợi thế điều kiện đất mặn, phèn, gian biển, cửa sông giàu vi lượng, sản xuất lúa bằng nguồn nước trời đa dạng các dụng sinh thái, các loại hình sản xuất, Cà Mau định hướng phát triển ngành lúa gạo theo hướng bền vững hữu cơ. Đến nay xây dựng 26 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm túi gạo an toàn, túi gạo hữu cơ với tổng diện tích hơn 7.000 hecta. Theo thông tin từ ngành chức năng, cơ cấu giống đúa được chuyển đổi sang giống đúa chất lượng cao chiếm 45%, giống đúa thơm đặc sản ST24, ST25, RVT và đại thơm 8 chiếm 48% và giống đúa chất lượng trung bình OM576, OM2517 chiếm 6,6%. Hiện nay, lượng đúa giống gieo xạ giảm rất nhiều, phổ biến từ 100 đến 120 kg một hecta. Nông dân sử dụng giống đúa cấp xác nhận để gieo xạ chiếm khoảng 85%. Cơ giới quá trong sản xuất lúa được áp dụng mạnh mẽ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích lúa sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ hiện nay của Cà Mau là 802 hecta, tập trung tại huyện Thới Bình, U Minh và thành phố Cà Mau. Giá bán lúa hữu cơ từ 8.300 đến 9.500 đồng một ký, mang đại giá trị gia tăng từ 1.000 đến 2.500 đồng một ký, thu nhập từ 24 đến 28 triệu đồng một hecta. Là đơn vị tiên phong trong sản xuất lúa hữu cơ, năm 2018, xã Trí Lực, huyện Thới Bình trồng lúa hữu cơ với 27 hecta, đến năm 2020 tăng lên 100 hecta. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trí Lực khẳng định, trồng lúa hữu cơ thì phải làm theo hướng dẫn kỹ thuật của các kỹ sư chuyên gia. Nếu ruộng lúa đăng ký sản xuất giống lúa sạch đạt chuẩn, có giấy chứng nhận, sẽ được công ty bao tiêu sản phẩm, giá thành cao hơn trồng lúa thường nên nông dân rất an tâm sản xuất. Từ hiệu quả mô hình lúa tôm hữu cơ ở huyện Thới Bình, vũ lúa tôm năm nay, lúa hữu cơ bén rễ trên vùng đất U Minh với tổng diện tích 40 hectare, với 30 hộ tham gia tại ấp 17 xã Nguyễn Phích. Được biết, mô hình lúa hữu cơ ở ấp 17 do Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hỗ trợ thực hiện. Hộ ông Lê Văn Hòa chia sẻ, năm nay ông xuống giống lúa hữu cơ với 2 hecta lần đầu thử nghiệm nên cũng lo vì bây giờ chỉ bón phân hữu cơ. Ông sợ dịch bệnh sâu rầy phá hại nên ngày nào cũng ra xem ruộng lúa, nếu phát hiện sẽ báo với cán bộ kỹ sư tìm hướng khắc phục ngay. Ngoài ấp 17, phòng nông nghiệp và phát triển quyền U Minh cũng hỗ trợ dân động người dân ở ấp 18 chuyển đổi sang trồng lúa hữu cơ từ năm 2020. Ông Nguyễn Văn Nghị, trưởng ấp 18 xã Nguyễn Phích cho biết, vụ lúa tôm năm 2020, ấp triển khai thí điểm cho 20 hộ với hơn 20 hecta. Vụ lúa tôm năm nay, ấp triển khai thêm 48 hecta với 52 hộ dân tham gia trồng lúa sạch với giống lúa ST24. Sau 3 năm triển khai trồng lúa hữu cơ, nuôi tôm sạch nhiều hộ dân thấy được giống lúa thích nghi với dùng đất mặn nên xin tham gia sản xuất. Ngoài trong lúa hữu cơ những năm gần đây, nông dân xã Nguyễn Phích bắt đầu chuyển đổi từ nuôi tôm sú thẻ sang nuôi tôm càng trái vụ. Các hộ dân nơi đây, đây cho biết là vào vụ lúa thì lượng mưa nhiều, nước trong chuông tôm sẽ bị đỡ ngọt quá nên tôm sú không phát triển. Thay vào đó, nông dân dần chuyển sang nuôi tôm càng, đợi đến mùa nước mặn thì quay lại thả sú. Theo hướng này, những năm gần đây, nông dân có thu nhập ổn định. Bà Trần Hồng Ẩn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, phòng nông nghiệp đang hướng tới vận động nông dân chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Ban đầu sẽ vận động từng dùng chuyển đổi trồng các giống lúa như ST24, ST25, vì đây là những giống chịu mặn tốt, năng suất cao, từng bước hướng tới phát triển bền vững mô hình kép là lúa sạch và tôm sạch trong huyện các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được triển khai thực hiện tác động tích cực đến nhận thức, tập quán canh tác của nông dân trong việc sử dụng phân hữu cơ. Thuốc phòng trừ sâu bệnh, nguồn gốc sinh học, ngoài tạo ra lúa gạo sạch nâng cao giá trị sản phẩm, còn có lợi cho môi trường hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Giúp mục tiêu từng bước xây dựng những mặt hàng nông sản chủ lực đặc trưng cho từng địa phương. Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang tập trung phát triển các sản phẩm ô cốp để nâng cao giá trị kinh tế, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân. Hậu Giang với tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp, với đời thế có sẵn nhiều sản phẩm đặc trưng, thế mạnh như lúa gạo, cây ăn trái, thủy sản, chăn nuôi, cùng với các đỉnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp rất thuận lợi trong việc phát triển sản phẩm ô cốp. Đến nay, tỉnh có 179 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh có 7 sản phẩm đăng ký dự thi sản phẩm ô cốp 5 sao cấp quốc gia, là cá thác lát rút xương tẩm gia vị, rượu đảo tủ đông trùng hạ thảo, sữa chua dê sấy khô, bưởi da xanh, chanh không hạt, bưởi nam trôi và gạo sạch dị thủy. Sản phẩm ô cốp của Hậu Giang tập trung chủ yếu ở các nhóm trái cây, đồ uống, thực phẩm, gia dụng, đan đác. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm ô cốp của tỉnh đều được chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp như ISO, Việt Gap, Global Gap. GMB, HACCP, cùng với công nghệ sản xuất chế biến ngày càng tiến bộ, các chủ thể ô cốp ứng dụng nhiều máy móc hiện đại vào sản xuất, đổi mới mẫu mã bao bì, tem nhãn, từ đây tạo ra nhiều sản phẩm ô cốp vừa đảm bảo chất lượng, vừa mang tính thẩm mỹ cao, tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng. Để tiếp tục nhân trọng sản phẩm ô cốp, chiều qua, Quyện Phụng Hiệp tổ chức Hội đồng Bình xét sản phẩm ô cốp năm nay, tham gia đánh giá phân hạng step đội tầng này có 15 sản phẩm của chính chủ thể, trong đó có 11 sản phẩm mới, 4 sản phẩm xin thăng hạng từ 4 sao lên 5 sao. Trong 11 sản phẩm mới có 4 sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao. Hội đồng Bình Xét thống nhất công nhận 4 sản phẩm của hợp tác xã Ngọc Phạm Hà Kỳ ở thị trấn Kinh Cùng gồm sản phẩm thịt ba gọi bột nắng, sản phẩm đạp xưởng tươi, sườn muối xả bột nắng, chả cá thác lát tươi đạt 4 sao – 7 sản phẩm gồm chuối diệt, bánh pía, nấm bầu ngư, trà tâm sen, trà túi độc tâm sen, bánh bông lan, khô cá sạc rút xương đạt 3 sao. Riêng 4 sản phẩm xin thăng hạng từ 4 sao đến 5 sao cũng thông qua hội đồng để đủ điều kiện hoàn thành hồ sơ tham gia đánh giá ô cấp 5 sao cấp quốc gia. Và tính đến nay, quyền Phụng Hiệp có 41 sản phẩm đạt chuẩn ô cấp. Tiết mục kinh tế hợp tác. Thưa quý thính giả, để nâng cao giá trị nông sản, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố tích cực vận động người dân chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thời gian qua mang về những kết quả khả quan chuyển đổi tư duy nông nghiệp là nông nghiệp việt nam sẽ chuyển đổi không cạnh tranh bằng số lượng bằng khai thác tự nhiên mà hướng đến cạnh tranh bằng sản xuất ít tiết kiệm giảm bớt sức ép môi trường một nền nông nghiệp đem lại hiệu quả cao hơn có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp những năm gần đây một trong những mục tiêu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân hậu giang đang hướng đến là chuyển đổi tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp phấn đấu trở thành một trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không còn đơn thuần là trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ, người nông dân có nhiều cách để nâng cao giá trị từ thửa ruộng mảnh vườn của mình. Sản xuất nông nghiệp an toàn, đảm bảo năng suất, sản lượng và gắn chớ nhu cầu thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người dân, góp phần chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tại Hậu Giang, nhiều nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, chủ động thích ứng với nhu cầu thị trường, mở ra những hướng đi mới hiệu quả và bền vững. Trước đây, ông Lê Hoàng Duyên ở huyện Long Mỹ tốn gần 3 tiếng đồng hồ để thay nước cho một ao cá thác lát. Từ khi áp dụng hệ thống thay nước bán tự động, thời gian thay nước chỉ còn 1 tiếng. Ông đầu tư thêm hệ thống ao lót bạc thay vì nền đất như trước. Phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí vệ sinh ao nuôi, thu hoạch và cá giảm tỷ lệ nhiễm các chất kim loại nặng. Mỗi năm, ông chuyên thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Ông cũng là nông dân vui chức của tỉnh Hậu Giang, đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay. Trên các cánh đồng vườn cây ở tỉnh Hậu Giang, nhiều nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hơn 10 năm trước, ông Võ Văn Em ở huyện Phụng Hiệp đi học hỏi kinh nghiệm trồng sầu riêng ở Tiền Giang, rồi về nghiên cứu trồng thử 3 hectare. Hiện ông chuyển toàn bộ 16 hectare đất trồng sầu riêng tri sáu và mon thon Mỗi năm, ông thu lợi chuẩn từ 4 đến 5 tỷ đồng. Còn chế bà Võ Thị Hằng ở quyền Chị Thủy, chọn xe canh nhiều loại cây trồng để lấy gắn nuôi dài. Với bà hát tà đất, bà trồng 1.000 cây mít thái, nằm dài bên trái liếp sầu riêng. Bên phải trồng sen 350 cây mãn cầu thái. Giữa các cây sầu riêng, sen 300 cây bơ sáp, cái mơn và cây hạnh. Cách tác đa canh theo hướng lấy ngắn nuôi dài, không mới. Nhưng chính cách tính toán, thời gian, chăm sóc hợp lý, khoa học giúp bà Hằng có thu hoạch đều hàng tháng. Chuyện tích đất nào cũng kiếm ra tiền trong thời gian đợi sầu riêng phát triển. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu. Như với gạo sạch dị thủy, việc sử dụng chế phẩm sinh học, canh tác lúa hữu cơ theo quy trình kiêm ngạch là cách để Hợp tác xã Tân Long xây dựng nhãn hiệu. Hợp tác xã có gần 400 hectare lúa đạt chuẩn an toàn, trong đó 10 mã dùng trồng được cấp phép truy xuất nguồn gốc. Đây là một trong những hợp tác xã lúa gạo có quy mô sản xuất lớn nhất của tỉnh Hậu Giang. Tỉnh hướng gạo sạch được người tiêu dùng đón nhận, hiện hợp tác xã có 5 cửa hàng kinh doanh gạo sạch ở Đồng bằng sông Cửu Long, trung bình mỗi tháng cung ứng khoảng 20 tấn gạo cho thị trường, tăng gần gấp đôi so với giới năm rồi. Để có những thành công như hôm nay, nông dân Hậu Giang có những thay đổi trong cách nghĩ cách làm, trong đó áp dụng khoa học kỹ thuật, chọn cây trồng vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường là yếu tố tiên quyết. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh trực, đảng bộ chính quyền xác định hướng đi riêng trong phát triển kinh tế nông nghiệp là tập trung phát triển nông nghiệp xanh hướng tới nền nông nghiệp thông minh. Toàn tỉnh hiện có hơn 28.000 tài khoản bán hàng, 110 sản phẩm mua cốp và hơn 1.900 nông sản có mặt trên các sàn thương mại điện tử, tăng gần 500 sản phẩm so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện các sản phẩm nông sản đặc trưng của Hậu Giang như khóm, chanh không hạt, cá thác lát, lương, cùng nhiều mặt hàng nông sản khác sớm có mặt trên sàn thương mại điện tử. để được xem là hướng đi mới góp phần tạo thêm kênh phân phối tiêu thụ hiện đại và bền vững cho nông sản quê nhà. Từ sản phẩm dự thi là da cá thác lát tẩm gia trị, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Khẩu Trang tiếp cận chiêu kệ chế biến cách quản bá sản phẩm. Đến nay chỉ có 8 sản phẩm ô cốp từ cá thác lát. Chị Lý Hồng Tiên còn thành lập hợp tác xã Hậu Trang Xanh, kinh doanh các sản phẩm ô cốp của tỉnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi trong quảng bá thương hiệu cá thác lát. Sản phẩm của hợp tác xã có mặt từ các chủ siêu thị đến sàn thương mại điện tử như Tiki, Gió Sò, Sen Đỏ, nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Mới đây, công ty ký kết với đơn vị vận chuyển quốc tế đưa cá thác lát ra Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai tháng qua, sức tiêu thụ cá tăng 20% so với trước. Chỉ Tiên còn khai thác thêm các kênh bán hàng qua mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo để giới thiệu sản phẩm đến xa hơn với người tiêu dùng cả nước. TikTok cũng trở thành kênh bán hàng thứ hai của chị Trần Hồng Diên ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, với số lượng hơn 1.000 sản phẩm cà phê dừa mỗi tháng. Chị Diên chia sẻ cách làm cà phê dừa lên mạng xã hội và vô tình nhận được rất nhiều lượt xem, trong đó có nhiều người hỏi mua về dùng. Con đường khởi nghiệp từ nông sản quê nhà cũng từ đây mà ra. Đây là một sản phẩm cà phê sạch mà chỉ dùng dừa rang kết hợp với cà phê nguyên chất thôi. Nên là mong muốn sản phẩm có thể tiếp cận nhanh chóng với khách hàng. Khi mà sản phẩm được phát triển á, thì kéo theo là bà con mà trồng dừa thì sẽ có nơi tiêu thụ dừa không Chính cách làm đầy sáng tạo của người nông dân chuyên nghiệp đang thổi làn gió mới cho nông nghiệp Việt Nam. Như lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng, nhiều năm qua các chính sách của nhà nước được thiết kế hỗ trợ cho nông dân hầu hết là về vật chất Bây giờ cần hỗ trợ bằng kiến thức, bằng kết nối thị trường, bằng cách trả lời những điểm nghẽn trong suy nghĩ của bà con. Tất cả thế giới giờ là người ta đi đều hướng tới nghiệp, chuyên nghiệp. Bởi vì không chuyên nghiệp thì cái sản phẩm cuối cùng nó sẽ là nó không, không được chuẩn quá. Nó ở một cái chất lượng cao nhất, tối ưu nhất những cái giá trị của nó. Là nếu không có người nông dân chuyên nghiệp thì sẽ không có một nền nông nghiệp chuyên nghiệp. Mà muốn chuyên nghiệp thì phải có tri thức tri thức là cái sự hiểu biết hiểu biết là chúng ta cần phải cải tiến liên tục chúng ta đừng nghĩ rằng muốn chuyên nghiệp quá hay là tri thức quá là chúng ta phải đưa người nông dân đi vô học uh, theo một để có một cái bằng cấp một học hàm học vị gì đó ở một ngôi trường nào đó nó không hẳn vậy sàn thương mại điện tử và các kênh mạng xã hội với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả giúp nâng cao giá trị sản xuất mở thêm đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ số giúp người nông dân xóa bỏ ranh giới về địa lý, tháo gỡ điểm nghẽn trong lưu thông vận chuyển. Để phát triển đành nông nghiệp bền vững, rất cần những nông dân chuyên nghiệp có kỹ năng nâng cao năng suất lao động, biết phân loại chế biến sơ chế sản phẩm do mình làm ra, có kỹ năng bán hàng, biết dùng thương mại điện tử, dùng những thiết bị thông minh, biết livestream bán hàng, từ đây mở rộng đầu ra, tăng thu nhập cho chính bản thân họ và rồi hình ảnh những người nông dân chuyên nghiệp, nông dân văn minh trở thành cốt yếu để xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh và bền vững. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình tam nông hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình ngày mai.